Duyên của tôi rất thù thắng. Thầy giáo làm gương cho tôi. Tôi học kinh giáo với thầy Lý 10 năm. Thời gian này cũng không ngắn. Thầy giáo một ngày ăn một bữa, ăn một bữa trưa. Cuộc sống vô cùng đơn giản. Sinh hoạt phí một tháng. Chúng tôi lúc đó sống cùng nhau, chỉ 2 đồng tiền Đài Loan là sinh hoạt phí cho một ngày. Tôi học với thầy, tôi trẻ tuổi ăn nhiều hơn thầy, tôi cũng ăn một bữa, nhưng một bữa của tôi phải 3 đồng. Thầy giáo một bữa 2 đồng là đủ rồi, có sánh với thầy như thế nào cũng không thể được. Thầy một đời như vậy. Lúc còn tại thì chúng tôi thấy thầy áo quần mặc hàng ngày tuy áo quần cũ nhưng sạch sẽ chỉnh tề. Sau khi thầy giảng sanh, đến phòng của thầy tỉ mỉ xem mới biết trong đó áo trong quần ngắn đều là miếng giá. Mỗi đôi tất đều là tất giá, không có đôi nào là mới, không có. Toàn là chấp giá, giá rất nhiều, đều là tự giá lấy. Tín đồ của thầy không ít. Ở Đài Loan không có ai có thể sánh bằng thầy. Liên hữu của Liên xã Đài Trung, lúc tôi đến Đài Trung, Đài Trung đã mở được 10 năm. Tín đồ lúc đó là 200.000 người. Tôi ở đó với thầy 10 năm. Lúc tôi rời đi tức là năm thứ 20. Đài Trung Liên xã 20 năm. Liên hữu tăng thêm đến 500 người. Không có ai không yêu thích thầy giáo, không kính trọng thầy giáo. Tặng y phục cho thầy giáo. Người tặng đó đi rồi, thầy giáo liền đem số y phục đó tặng cho một số người nghèo khó. Bản thân thầy không mặc. Bản thân thầy có thu nhập, thu nhập rất khá. Do thời đó mỗi tháng thầy thu nhập khoảng hơn 400 đồng. Quý vị xem sinh hoạt phí một tháng chỉ có 60 đồng. Toàn bộ đem đi bố thí làm việc tốt. Thầy giáo làm tấm gương tốt cho chúng tôi thấy. Một đời ở ngôi nhà nhỏ, rất nhỏ. Nhà nhỏ dễ dàng dọn dẹp, dễ dàng thu xếp. Ở một mình, không có ai chăm sóc thầy cả. Thầy không cần. Đến 95 tuổi trở về sau, thầy có 2 học viên. 2 học viên này là 2 chị em phát tâm chăm sóc thầy giáo mới miễn cưỡng chấp nhận. 95 tuổi rồi. Trước năm 95 tuổi, giặt áo quần, nấu cơm, quét dọn nhà cửa đều tự mình làm. Thầy giáo làm gương cho tôi. Trên kinh điển chúng ta nhìn thấy phương thức sinh hoạt của Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi theo thầy giáo 10 năm rồi, tôi thấy được cuộc sống của thầy. Thầy không phải là giả. Thật sự học Phật, buông bỏ tất cả,